trên cơ sở chỉ đạo của thủ tướng bộ giao thông vận tải vừa có văn bản đồng ý cho các hãng hàng không được phép thông báo và mở bán vé cho tất cả công dân việt nam ở nước ngoài về nước theo đó bỏ hoàn toàn các hạn chế về nhập cảnh đối với công dân việt nam khi về nước không giới hạn loại hình phương tiện hình thức vận chuyển cục hàng không thông báo và cấp phép bay ngay cho các hãng hàng không chở công dân về nước trên các chuyến bay thường lệ và không thường lệ mà không yêu cầu bất kể văn bản xét nghiệm nhân sự nào các yêu cầu về kiểm soát y tế tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế với người nhập cảnh. Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của các bộ ngành và địa phương liên quan, khẩn trương cấp phép cho hãng hàng không chở công dân Việt Nam về nước, nhất là từ các địa bàn hiện vẫn còn nhiều công dân ta đang mắc kẹt. Kết quả thực hiện báo cáo về Bộ Giao thông Vận tải. <laughs>